Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng đón xem cái cảnh con Doosan DX140 vút mái ta ly để thi công một cái kênh mương thủy lợi. Giới thiệu sơ qua công việc ngày hôm nay của con tài. Đây, trong màn nhỏ các bạn đây có thể để ý là đây là một cái đường kênh mương thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho người nông dân. Cái kênh mương thủy lợi này thì đã trải qua rất là lâu rồi các bạn ạ. Có khi từ thời mình còn chưa sinh ra đã có rồi. Cái kênh mương thủy lợi này thì nguyên bản cũ của nó là toàn bộ là bằng đất thôi các bạn ạ. Đấy. Nhưng bây giờ thì nông thôn mới về rồi. Thì toàn bộ cái kênh mương thủy lợi này sẽ được làm bằng bê tông hóa hết. Và cái con đường, con máy xúc đang đậu kia kìa, thì sau này ở đấy nó cũng sẽ là một cái con đường liên thông từ xã này qua xã khác. Cái buổi làm việc hôm nay ở đây thì bác tài chúng ta đang phải làm cái mái các bạn ạ, hay còn gọi là ta ly. Cái ta ly này thì máy sẽ làm dốc theo yêu cầu của kỹ thuật đề ra để cho công nhân họ có thể kè đá các bạn ạ. Ngoài ra thì con này cần phải vét cái bùn nó sâu ở bên dưới cái đáy này. Cái bờ kênh mương này thì chia làm hai, họ chỉ thi công bên kia thôi, còn bên tay phải này thì chưa thi công, có khả năng trong một vài năm tới thì mới thi công sau. Bây giờ thì máy sẽ vét bùn ở bên dưới, sau đó thì phải làm một cái mái. Sau đó tiếp nữa thì đến giai đoạn đóng cọc và xếp đá các bạn ạ. Cái mái đấy thì sau này được bên công trình họ thi công là kè đá. Bây giờ thì kênh mương thủy lợi hầu như người ta xây và người ta kè bằng đá thôi là chủ yếu. Cái kè đá này thì giúp cho kênh mương được bền và lâu hơn so với cái phần mương đất này. Thông thường đi làm công trình hay đi làm ngoài dân các bạn ạ, thì nó có hai cái khó. Khó đầu tiên là cái làm mặt bằng, cái thứ hai nữa là chính cái mái này đây. Cái mái này mình phải tự căn thôi. Tự căn đây là như nào? Tức là kỹ thuật họ sẽ cắm cho các bạn cái cọc ở bên trên bờ đấy. Thì mình căn theo cái cọc đấy. Ví dụ như là cách tầm 5m, 7m thì có một cái cọc, thì mình phải căn làm sao để cho là cái phần mép bên trên với mép bên dưới nó phải thẳng nhau để tạo thành một cái ta ly nó thoải, nó dốc. Thì khi mà người ta kè, người ta xây đá ấy, thì nó mới thành một cái mái đẹp được. Cái bùn ở dưới cái kênh này thì được xúc trung chuyển lên con ô tô này, vì cái mái này nó đang dương các bạn. Cái này dương rất là nhiều đất, phải xúc bớt đi. Con này gầu 5 tấc nha. Hay mình ngoài Bắc hay gọi 05 hay là gọi máy 140 ấy. Gầu 5 tấc. Con này đời 23 các bạn. Bình thường như con này nó hay vác gầu bằng để làm lắm. Nhưng mà do ở đây cần phải đào bùn với cào đường để san sửa cho nó phẳng phiu ấy. Nên là hôm nay bác tài chúng ta không dùng cái gầu bằng nữa, thay vào đó là dùng cái gầu răng để làm. Đầu trên này thì được làm mái xong xuôi này. Con đường này thì nó trải dài đâu đó thì theo mình ước tính thôi, nó cũng phải được tầm 2 cây quay đầu. Nó dài lắm, xa lắm, nó xa tận phía cái đằng núi đằng sau các bạn kìa. Con này tính ra cần cũng rất dài nhá. Nó đứng mà không sát mép của cái đường bên đấy mà nó với gần tới cái mép mương của bên này.
chứng tỏ cần cũng rất là dài. Cái máy này thì phần nào dư thì là xúc bỏ lên xe để chở đi, còn phần nào mà thiếu thì phải bù thêm vào. Đến đâu là làm luôn đến đấy cho máy nó đẹp. Có lẽ như là mình cứ đứng ở cái góc bên này này thì các bạn cảm nhận như là cái máy nó không được phẳng đúng không? Nhưng mà khi mà mình đứng ở cái mép bên kia kìa thì nhìn hơi phải đẹp luôn. Đấy. Nhưng mỗi khổ nỗi là đứng bên kia thì không đứng được. Đứng ở bên kia thì nó vướng vào cái chiều làm việc của máy rồi. Đây phải đứng ở bên này thì mới quan sát được toàn bộ cái khung cảnh máy làm việc. Xe đầy rồi các bạn ạ. Thời gian ô tô đi đổ thì máy bắt đầu sửa sang lại cái tali này. Đứng ở góc bên kia thì mình nhìn như cảm giác cái tali nó cong nó méo, nhưng mà đứng ở cái góc độ bên này thì mới thấy là cái máy rất là đẹp. Tali này cái khó là mình căn ở cái phần dưới chân thôi, làm sao để cái chân nó luôn luôn thẳng. Thì cái phần đất thừa thì sẽ được bỏ vào cuối. Cái khúc cắt đất này là khúc quan trọng nhất này. Khúc này phá đất để vừa tạo thành mái. Nếu như mà xúc sâu quá thì lát nữa thoát ly thì nó bị âm ở trong nhiều ạ. Mà nuôi đất nhiều quá thì thoát ly nó sẽ bị trưởng ra. Quăng sang bên hông. Này nó dài các bạn ơi, từ đây dài tút tút cái anh đang đi cả, dài tận xa đằng con máy này, phía xa xa các bạn, dưới đầu dưới kia là con 120 đấy, con đấy thì máy xích, con đấy thì đầu dưới có cái nhiệm vụ vét cái bùn, còn con này thì vừa vét bùn và vừa làm tali mái luôn. Cái bùn này thì là bùn mới các bạn nhé, bùn này gần như là đất sét đấy. Nó chỉ hơi loãng một tí thôi. Đấy. Còn ở cái phần đầu dưới kia kìa, cái bùn đấy là bùn hoa, bùn nó lỏng loãng hơn. Thì cái bùn đấy phải xúc và trung chuyển đi ra cái bãi tập kết để đổ. Còn cái này thì nó khô hơn. Xem là cái đoạn nào mà tăng ly ra riết nó thừa nó thiếu, nó hụt, nó lồi, nó lõm thì phải bù vào luôn.
bơm lốp. Mang cái bơm ra mình tưởng là bơm lốp máy xúc. Ai dè người ta đi nhờ qua vậy. Thì làm nối đến tận cái đầu cống kia để cho bên công nhân họ có cái mặt bằng họ làm các bạn ạ. Đấy, xe ben nó về rồi này. Một con xe 10 khối. Đây là một cái đoạn ta luy của kênh thủy lợi này đã được phát tải của chúng ta xử lý xong các bạn này. Rồi, video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.